con đứng xa thôi, con đứng xa con chào em đi. Thôi con thôi đi ra đi con, Eddie. Thôi đừng có chọc em nữa con, em nó đang ăn cỏ. Con chào con ngựa đi. Bên trong là phải đóng cửa để nuôi mấy cái con đồ trong hả? Nuôi vịt nó đồ trong á. Go here. Tới đây con, tới đây. Andy. Andy cho con rớt xuống dưới luôn nha.